Nếu bạn đang có nhu cầu mua lịch Game Mobile để chơi cùng bạn bè, hãy ghé qua shopmoviet.vn để ủng hộ MoViet nha. Shop bán lịch duy nhất của MoViet. Hiện tại shop đang có chương trình giảm giá đặc biệt 20% anh em ơi. Chào mừng các bạn với màn đối đầu vô cùng kịch tính giữa người đẹp và quái vật. Ý nộn trai đẹp và quái vật anh em ơi. Không biết các bạn nhìn Maza như thế nào? Mà tại sao đại ca Volcat lại yêu Maza như vậy? Cái này là một dấu hơi chấm hỏi to lớn nha. Thực sự là mình cũng không hiểu sao xấu như thế kia. Ok. Cái này thì mình... What the hell? Trời ơi. Nói gì cho ngầu đây hả? Tại sao lại có một pha xử lý như cái cổng què như vậy hả? Ngu thôi rồi anh em ơi. Ấn bộc phá không ấn, ấn nữa ấn chưa một rồi ấn bộc phá. Sửa sai không kịp anh em ơi. Thực sự là cái pha đấy mình thực sự là mình lên cái trình độ gọi là siêu cấp bá đạo rồi. Mù lai mất rồi anh em ơi. Không sao, mình sẽ sửa sai nha. Sửa sai, dù gì sói ca Murat không phải chuyện đùa đâu. Ok, mình đây là 4 rồi. Dù gì cũng là đặc dị sói ca Murat. Từng có trang phục sói ca MTV thực tự học đường. Ấy, bạn vào đây đúng không? Bạn chưa level 4 đúng không? Rồi, đánh thường lấy đồ tại. Thả chiêu 2. Đánh thường. Ao anh chạm rồi, bye bye. Thơm. Tưởng mà mình có một pha bù lai mà tưởng mình đánh gà không được đâu. Chẳng qua nhà thôi anh em ơi. Nhà thôi té nhanh quỳnh. Tránh xem, à kiểu ta đây rồi bây giờ lướt đi. Pep. Cái gì vậy trời, cái trận đấu này hôm nay sao mình thì có thể đen như vậy được anh em ơi. Mình biết là có Valet đấy rồi nhưng mình nghĩ là vẫn lướt bỏ chạy được, không ngờ là... Ok, I'm fine, tiếp tục nha anh em ơi. Nói chung là đánh Murat đi lên là chỉ đánh cho vui thôi. Bởi vì đi lên rất là phế. Đánh để luyện tập kỹ năng ra vào giao tranh thôi anh em ơi. Lấy lục tài bằng cách đánh vào tướng thôi. Cứ đánh rừng mới mạnh được. Đánh lên cần có phải là các bạn bét Murat mới chơi tốt được. Mô Việt lâu lâu không chơi Murat, thực sự cái trình bét thì nó không có đâu. Chỉ gọi là bét thôi chứ không phải là bét nha anh em ơi. Bét thôi thì không phải bét nha. Rồi, áo chạm. Ui, hay thế nhở. Ở lúc mình áo chạm bạn lại dùng chiêu cuối ác hồn thôi. Thế này sao chơi. Hay trời, hất về. Đúng rồi, mình xin. Chỉ đợi thế thôi, chỉ đợi để cay hết thôi. À không, chỉ đợi để bạn hất về mình ăn thôi. Quá thơm anh em ơi. Trận này team mình là ADT đi mid. Cứ vậy là Gindo đi mid. Mình nghĩ là Gindo đi mid xong ADT đi hỗ trợ là ok hơn. Mình cũng sao. Giống như là trận đấu này mình đi rừng còn Enzo đi tà thần thì nó ngon hơn. Nhưng mà không sao. Chiều hết anh em ơi. Thế nào cũng được. Rồi té nhanh. Đi rừng thì được có bùa xanh, mà không đi rừng không có bùa xanh thực sự là rất là tốn mana. Không có hồi chiêu. Ai sẽ thấy không nhỉ? Cẩn thận đấy các bạn ơi. Rồi xong. Murat phải có hồi chiêu các bạn ạ, chẳng liên tục được. Và khi đánh Murat thì anh em nên dùng phù hiệu ma chú. Ma chú khi các bạn ảo ảnh trảm các bạn sẽ gây rất nhiều sát thương. Cộng thêm nha. Và ảo ảnh trảm các bạn sẽ có nhiều đam hơn để kết thúc tấn địch khi tấn địch có những phù hiệu thánh thuẫn. Rất là cho bò. Và đánh Murat anh em dùng bảng ngọc 21% tốc đánh, 8% hút máu. Nói vậy là cho anh em hiểu rồi. 5 viên tốc đánh tốc chạy, 5 viên hút máu. Ngọc tím, ngọc đỏ thì full tốc đánh chí mạng. Ngọc lục thì full cộng đến xuyên giáp. Hiện tại là mình đã ăn được một lane rồi. Bây giờ phải lane ra đường giữa hỗ trợ team. Nhưng mà không có cơ hội. Thấy ma ra là phải đập luôn. Mà thấy mình là bạn bật ác hồn lên luôn.
Chắc là sợ bị bình cho nên bảng điểm số chạy rất nhanh. Bên đấy nha, mình chưa có hồi ảo chạm đâu, chưa đánh được đâu. Rồi chỉ còn là nhây nhây tí thôi. Nhây nhây tí thôi. Mây sen. Rất may là trận này mình đi lên với Maza. Thực ra đối đầu với Maza mình rất dễ chơi, do Maza không có khống chế cứng, mình lấy độ tải rất là dễ anh em ơi. Cái gì bạn ơi? Cái gì vậy? Alester ơi, Alester ơi. Nhìn cô bé nằm giữa sông thực sự là rất là vô cùng đáng thương. Chỉ sợ bạn Adun tóm thôi, chứ trận này chẳng sợ ai cả. Khi mà team có lợi thế là mình dẫn đánh rất dễ. Khi team có lợi thế đánh Murat rất là dễ anh em ơi. Rồi, mình sẽ lao ra lấy độ tại nha. Đội phí đại phí đây, team di chuyển đến đã. Ok, rồi, đánh luôn. Wow. Toàn cái ác hồn thôi, không thể làm gì được. Từ từ các bạn ơi. Rồi rồi này, chuẩn bị đánh nào. Đánh nào, đánh nào, đánh nào anh em ơi. Uầy, không đi đường luôn, không đánh được Maza luôn, đánh Chrissy bộc phá, chết rồi, hay quá, áo bánh chạm, hay quá, đừng đua với Murat, bét Murat rồi anh em ơi. Vẫn áo bánh chạm được, vẫn có mạng, quá phê. Đúng rồi, đánh lên, mình thấy đánh lên khó thật, đánh lên khó thật nha anh em ơi, phải lấy đội tại từ trực tiếp tướng địch. Mà anh em biết trong giao tranh có những cái chiêu khống chế này, có những vị tướng không mình không thể chạm vào được, như kiểu Maza trước cuối Akho này, khống chế của Adum mà tóm mình vào đấy thì chết chắc này, hay là khống chế Quixi, thậm chí là nhưng không trong kế chỉ choáng tầm 1 giây thôi, nếu không nhanh tay sẽ sắp mặt luôn. Còn cái đánh kiểu lấy độ tại thì xa này, phi tân giao anh chám đi rừng thì easy anh em ơi. Và chiêu 2 trước cuối có mạng anh em ơi, đấy đánh kiểu này nó easy lắm. Mà easy đó là cách chơi chúng ta vẫn thường chơi vì vừa an toàn vừa hiệu quả. Lao ra trực tiếp không lấy được lộ tại. Hay quá, hay quá. Mình xin, chỉ đợi thế thôi. Có bồi xanh rồi nha. Bồi xanh thì phê rồi. Có bồi xanh là sướng nha anh em ơi. Đang ở thế công là cái thế mà Murat rất sướng này. Bây giờ mới hiện ra con quái nữa thì sướng hơn. Rất tiếc anh em ơi. Có con quái nhỏ biến ra đi. Úm la biến ra con quái. Không có quái nào cho mình lấy độ tại cả. Đi lên mà vẫn xanh phết anh em ơi. Xin nhắc lại một lần nữa là phong cách này anh em không để học theo Mô Việt, và anh em cũng không thể chửi Mô Việt là xui mọi người phá rank, bởi vì mình nói luôn là chỉ làm cho vui thôi mà, làm cái phong cách nói chung là mặc định, phong cách nó chuẩn bài nhiều cũng chán mà, đánh cái dị cho nó vui tí đúng không anh em ơi. Và tất cả tránh ra cho MOBA vị thể hiện với vị tướng Murat đây. Bên này nha, nhào vô anh em ơi, lên luôn. Uầy, cái gì đau thích nhở. Không đùa được. Và nét trí mạng to quá hay, trời ơi, Alex ơi, đừng có chiều quá hay. Uầy, tại sao trí mạng to thế nhở, đúng là nào ra lấy độ tại thì túng địch, thực sự là anh em thấy đấy, nó quá nguy hiểm với anh chàng Murat. Không sao, mình ảm chảm lại được có đầy máu thôi. Ấy hay quá, có con cách gì rồi. Ấy đừng bạn ơi, đừng làm thế mà. Rồi, là chiêu 2 ra chiêu cuối. Có mạng ơi. À có một mạng anh em ơi, thế là thơm rồi. Được ghê, mình được đánh cái con quái nhỏ đấy thì sướng rồi.
Cứ thế mà ép trụ rất dễ anh em ơi. Nên mà khi tim có Murad, mọi người nhớ nha, đừng ăn quá nhỏ của Murad. Quá nhỏ bên rừng vô cùng quan trọng với Murad. Và Murad sẽ ảo ảnh chảm liên tục và sẽ ảo rượu được. Khi anh em ăn như vậy thì... ui, tí chết. Anh em ăn như vậy mà Murad phải mạo hiểm lao vào, anh em thấy đấy. Mình lao vào kiểu gì cũng bị mất rất nhiều máu chưa kịp đổi hiện tại. Đấy, cái này nó có phải dễ ăn không? Đó, chúng ta cứ chọn những việc nhẹ nhàng mà chơi, đừng chọn việc khó khăn làm cái gì. Về thôi, ba đường Vega rồi kiểu gì chẳng thắng. Cho mình xin bờ xanh nha. Vậy bạn này có lẽ là cho mình xin thật rồi. Cảm ơn nha. Bạn ơi, có câu đi, có câu tin được cái đây. Mình đang đây này. Ôi, yeah, không hỗ trợ với mình rồi, không phối hợp với mình rồi. Điếc ghê, bạn ấy còn sơi con chim nữa chứ. Bạn này chẳng hiểu gì, người ta đánh Murad là người ta phải có cái điểm đấy nội tại. Người ta mới ảo ảnh chảm, người ta mới liên tục ảo ảnh chảm, người ta mới giành chiến thắng dễ dàng được. Đừng có làm thế nhé bạn ơi. Thôi, chắc là bạn ấy không thích cho mình thể hiện rồi. Không sao, các bạn thể hiện đi. Uầy, trời ơi, dã man. Giật bóng về hướng đây, mà ra có vẻ là khá cay mình đây. Quá nguy hiểm khi phi vào lấy độ tại ở những ít pha cho tranh tổng như thế này. Ok, kết thúc trận đấu đi các bạn ơi. Phá trụ nào. Quá thật kêu kìa, kìa mega kêu này bạn ơi. Mega kêu, không ăn mega kêu à? Nếu không ăn BQ thì mình sơi nha. Cảm ơn. Ok, và video clip chơi thôi Murad đến đây là hết rồi. Xin chào anh em, hẹn bạn trong clip tiếp theo. Bye bye. Hãy subscribe YouTube Liên Quân để được xem những nội dung chính thống.